Mến chào quý vị đến với kênh Hai Lúa Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hôm nay ba của Hoa cư ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để cưa một cây xoài. Xoài này đang nằm re lên mái nhà. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Rồi ba của Hoa sẽ cưa cái nhánh ở phía trong nè. Dè qua mái nhà quá nhiều mà có rất là nhiều mối nữa. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngay đây là ngay cái đường khúc cua nè. Ở phía dưới có trụ đèn đường nữa. Có chú Dũng cưa với chú Dân đã hạ nguyên cây xoài rồi. À, bây giờ chú Dân sẽ leo lên để cưa hai cây mít luôn. Mít này thì không có kinh tế nhiều, nó chỉ vươn cao thôi, không có trái đâu.
Còn không có đi chừa chừa lên chút bạn cho để xà bông đồ tắm chơi. Thôi chú Dân qua bên cây bên kia kế bên. Mít này cũng rất là cao luôn.
bướm ở phía dưới quá nhiều, ngay đường dây điện. Mấy cái đọt như vậy là đừng có chừa da. Dạ. Ta bấm cái da dưới cái cho nó đi ngọt là nó không có giặt cái cây. Dạ. Nó còn cái da xuống nó thụ xuống vậy là nó. Dạ. Như là mình cắt cái giạt bên đây cho nhiều nhiều đi, còn cái nhánh nó dằn tàn bên kia. Cái bên mình mà mở miệng này cho mình bấm về cái đi rồi kia luôn, cái cây nó không quơ. Dạ. Bye bye, theo qua đi. Qua đi, qua đi. Thì ở dưới mình bò lên á là mình phải mé dưới chân ở dưới, mé chân cản ở dưới mé hết để nó khi nó rớt xuống là nó không có vướng dưới này. Dạ. Mà nó vướng nhiều quá là nó nặng, cái nó gãy xuống nhiều lắm. Dạ. Nó sẽ hư đồ, cái thiệt hại đồ. Mình phải làm trống lỏng dưới chân lên á là mình mới điều khiển nó được. Mấy cái nhánh ở phía dưới thì chú Dân chưa có cắt bỏ, nãy chú Dân đi ngang qua là chú Dân thấy nhánh nào cưa ngay nhánh đó luôn à, bây giờ nó vướng lại ở phía dưới rất là nhiều. Quá, gặp cản dây điện nữa. Ôi, chú bơm bé giờ được rồi, xô xong luôn rồi, khỏi cái nữa. Thì cây bên đây đã có cột dây rồi, chút nữa sẽ kéo cho ngã nguyên cái phần thân luôn. Mấy cái nhánh nào mình ngồi á là mình phải cắt nó trước. Mình cái nhánh nào ngồi hoặc cái nhánh nào mình đứng á là mình phải cắt nó trước, chứ thôi mình nó nặng rồi mình đứng lên đây rồi cái nhánh khác nó quẹt như vậy nên nó nặng nó gãy luôn. Cái nhánh nào đứng là bắt buộc phải cắt nhánh đó đó. Dạ. Mình cắt ra mình chừa lấy trong chừa cục gì nè là nó không gãy, chứ để tàn nhiều quá mình đứng đây rồi mình lo cắt vòng vòng trên chứ có nhánh nào nó đập lên đây là bắt đầu là nó nặng nó gãy cái nhánh này luôn. Dạ. Nhánh mình đứng nó bị gãy luôn á, nó nguy hiểm lắm, bị tét nhánh mình đứng luôn. Đông người xuống tốt đi, dân nó xuống đi. Lấy dây hả? Giặt cái dây qua cho dân nó thêm dây giống giặt cái dây đấy luôn. Hả? Cái đọt cái mặn giùm nó nốt luôn vô.
đảm chưa? Không. Cái vớt hai cái bàn đó luôn. Ha. Rồi đó vậy rồi. Nó không ngã gì vô. Chưa cái mệt hả? Vậy mệt cái 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 vậy nó bị cản lại rồi, nó không có ngã ngược vào phía trong này. Giặt nguyên cái đọt xài bên kia luôn. Cây ra gần tới mấy sông ngoài luôn. Chốt lỗ kìa, cái này là nó bớt mở ra làm cái đường đây, là đường 4m24. Ừ. 4m mà giờ là vậy là tới cái bằng đó. Con ngắm. Ờ con mốt rồi, sẽ cưa cái bằng này luôn. Nữa tao chốt kè hả? Ừ. Tức là nhà nước kè. Kỹ ghê rộn ra đây hả? Ừ. Kỹ vào. Kỹ khổ. Kỹ khổ. Thấy trên điện thoại là thấy kỹ rồi. Kỹ rồi, phải không? Vô kỹ được rồi. Kỹ được. Mày 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 chân mày á. Đó mặt chứ mày. Thì đi vô chỗ luôn. Mày nghĩ vô cua cái đọt mặn cho nó. Ừ, đi xin nó đi. Giờ ra cậu nè. Ngày nào rảnh nó bởi mà vô vớt hai cái này luôn. Vớt hai bằng cái luôn đó ha. Ừ, đặt cọc. Ồ, cái bằng nó cái nhánh gì nó trùng cho tới đây luôn rồi. Ừ. Vô vàng dây điện nè, cái đó phải bò ra tuốt đó nó mới cắt được đó. Chứ không được sập dây điện thằng chân luôn. Rồi, khỏi khỏi bình luận, thấy không? Dạ dạ. Ừ đó. Đúng đó luôn. Rồi cái thằng nào là hai cây được thì đem. Còn đây không được thì bỏ mẹ xuống đó. Dạ. Tức là không xài củi, thấy không? Cưa cho nó rớt xuống đại với mấy sông. Muốn nó thì đem vô đem tấn nữa là nữa là sáng mình thì sáng vô là bè khỏi bằng cái đầu cái cua cầu nhũi nè. Dạ. Đó, bè tới vậy là cái bằng này nữa mình làm xương luôn. Mình làm mấy cái để sắp xuống là sáng gạp quăng lên là nó không có tụ đất. Ừ. Nó làm như vịnh đất luôn á, nó mấy cái giữ đất lại. Nên cái vừa này nữa vừa cái đốn cái kêu nó cầm xuống. Còn hả chịu chơi đốn vừa luôn cũng được đó. Ừ, thì nó đốn vừa nó cầm xuống. Gì nữa. Vừa đây đâu có trái đâu à. Ừ. Có được hai trái bên đây rồi, chung kia được mấy trái được mà không sao có nước đó. Vừa khô rồi. Ừ. Đó, hả? Bè tới cây cầu này. Ừ. Cái bằng đó làm nữa mình cắt đôn vô lại. Đôn vô lại đang cho nó giữ mé chừa cái đó. Ừ, gieo ra ngoài ngoài giữa sông quá nhiều. Mấy nhánh thôi, mấy nhánh cho phòng đấu xác. Mấy nhánh nào cho nó sống. Chứ nó nghiêng vậy đó. Vậy là cọc trước rồi đó, không? Cái nhánh này gieo ra phía ngoài nè. Mà nó chổi vào trong cái đường đi quá nhiều. Còn cái này là làm đường thì nó bứng làm kiển trời. Dạ. Kiển của thằng Cường ạ. Mít quá trời mũ luôn. Hoa cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn quý vị vào những video tiếp theo. Nếu thấy video này hay thì cho Hoa xin một nút like và chia sẻ. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa nha. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.